Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản. Chạy lũ trong đêm, nhiều người dân Huế trở tay không kịp. Nữ tài xế lùi ô tô, tông thủng tường, suýt rơi từ lầu 4 xuống đất. Hà Nội có lộ trình tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Binh sĩ Israel tiến vào bệnh viện lớn nhất Gaza. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự. Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Hàng nghìn hộ dân tại thành phố Huế và các địa phương vùng trũng thấp cả đêm lo chạy lũ. Dù đã nhận được thông báo về mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, nhưng nhiều nhà trở tay không kịp. Ông Nguyễn Văn Mỹ ở đường Bạch Đằng, phường Phú Cát, thành phố Huế cho biết, nước lũ lên lúc 11 giờ đêm, dân khu vực dưới cầu Đông Ba ngập hết rồi, bà con dọn đồ đạc lên gác lúc nửa đêm, nhiều nhà ngủ quên chưa dọn kịp. Tại nhiều khu vực, người dân phải đưa xe ô tô lên những nơi cao giáo tránh ngập, nhiều tuyến đường cao giáo, thậm chí đường dẫn lên các cây cầu trở thành bãi đậu xe bất đắc dĩ. Nhiều người dân chỉ có thể đi lại tránh lũ bằng ghe thuyền. Vào đêm 14 tháng 11, một chiếc xe ô tô do nữ tài xế điều khiển lưu thông lên các tầng chung cư Tropic ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức để vào chỗ đậu theo quy định. Khi đến chỗ đậu tại lầu 4, ô tô lùi lao thẳng vào bức tường bê tông của chung cư. Ô tô sau đó tông thủng bức tường, suýt lao từ lầu 4 xuống đất nhưng rất may đã kịp dừng lại. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng ô tô hư hỏng, bức tường ngăn đổ sập. Danh tính nữ tài xế bước đầu xác định là chị Nguyễn Thị Mỹ C. Nguyên nhân rất có thể bà C đã đạp nhầm chân ga. Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được các đơn vị liên quan làm rõ. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Chính phủ tại phiên họp của Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, đã chỉ ra chính sách cải cách tiền lương triển khai chậm, việc cải thiện, tăng thu nhập đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác còn khó khăn, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng công việc. Để giải quyết tình trạng trên, một trong những giải pháp được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra là thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm kinh phí, có lộ trình phù hợp, nâng cao mức khoán chi và tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức. Kiến nghị, đề xuất với Chính phủ bổ sung các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp trong dự thảo luật thủ đô. Quân đội Israel thông báo các binh sĩ nước này đang mở chiến dịch tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza trong nỗ lực đối phó Hamas. Theo IDB, lực lượng tiến vào bệnh viện còn bao gồm các nhóm nhân viên y tế và người nói tiếng Ả Rập đã được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ, với mục đích không gây tổn hại cho dân thường, nhân viên y tế và bệnh nhân trong bệnh viện. Động thái diễn ra chưa đầy một giờ sau khi phát ngôn viên cơ quan y tế Gaza cho biết Israel đã thông báo cho giới chức khu vực rằng họ sẽ đột kích bệnh viện Al-Shifa trong vài phút tới. Nội dung vừa rồi là khép lại bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo.